tuần này, 4 căn phòng bí ẩn còn lại sẽ tiếp tục được bật mở. 4 nghệ sĩ khách mời lại được chọn ngẫu nhiên tiếp các giọng hát vẫn còn đang ẩn giấu. 4 giọng ca mới. Và họ sẽ phải sẵn sàng hát bất cứ bài hát nào trong 4 bài hát còn lại. Nhưng họ sẽ không biết hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Hai người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chiến thắng sau cùng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tại đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục song ca của các nghệ sĩ khách mời cũng như các người chơi, và nhiệm vụ của các nghệ sĩ khách mời đến đây rất là đơn giản, đó là hỗ trợ cho các người chơi được tỏa sáng. Và ở tuần này chúng ta sẽ gặp lại 4 nghệ sĩ khách mời của tuần trước và họ cũng sẽ mang đến những tiết mục rất là thú vị. Trước hết hãy cùng Khanh theo dõi lại những khoảnh khắc đẹp của tuần vừa rồi. Vậy đó là những hình ảnh của tuần trước, và đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần lựa chọn nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn của Tuấn Nghĩa. Nghĩa ơi, bạn sẽ chọn nghệ sĩ nào? Như là ở tuần trước thì Vũ có nói là Vũ chưa bao giờ được lên trên sân khấu để mở màn. Cho nên lần này Tuấn Nghĩa sẽ xin được mời chị Hải Yến lên trên sân khấu ạ. Tại sao Nghĩa ơi, em lại lấy đi một cơ hội nữa của anh Vũ? Và cái kinh nghiệm ngồi đây chỉ một lần, tôi mới phát hiện là những người ngồi đây không hề yêu thương gì nhau. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, không sao chị Yến, bây giờ cờ đến tay mình thì mình phất. Đúng em rồi ạ. Em phất phới thôi. Chỉ còn một ca khúc Chia Cách Bình Yên, chị sẽ chọn căn phòng nào? 10 giây bắt đầu. Xong ca nữ, nữ đi cho thích. Nữ á? Không. Số 6. 6 hay 8 đi. Số mấy anh? Số 8 đi. Số 3 kìa, số 3 phải mãi rồi. Số 8 được. 8. Wow. Chị Hải Yến đã bấm chọn căn phòng số 8. Chị ơi, tại sao lại là số 8 ạ? Lại nghe lời anh Nghĩa lần nữa. Ủa, một lần nữa nghe lời anh hả? Đúng bạn rồi. Số 8 cũng không. Sẽ hợp. Nhưng với mà cái Yến nhá, bài này. Yến, anh ơi, em luôn có một cái niềm tin anh. Tin gì? Niềm tin đó chính là gì? Tất cả cái sự lựa chọn của mình nó chắc chắn là sẽ đúng đắn luôn. Dạ vâng, để xem đúng hay không. Bây giờ sẽ là tiết mục Chia Cách Bình Yên với phần biểu diễn của chị Hải Yến cùng với người chơi trong căn phòng số 8. Người ta yêu đâu đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì
biết phải khóc hay cười nhưng khi nhớ em rồi lo lắng, rồi lo lắng còn không nếu em thiếu anh. Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm le vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em qua. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Oh, 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 oh. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, giới thiệu tên của mình nha. Xin chào anh Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến. Và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc ấy, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ ca sĩ này, biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử em thấy một có một câu cho bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm. Tim hoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cả. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế, mà khi em hát cùng với Yến không có cảm giác khập khiễng khi cái hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em.
Nghĩa ơi, hết hồn dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu, và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ mời chị Hải Yến lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo bước lên sân khấu biểu diễn. Chị sẽ chọn ai trong ba người đàn ông còn lại? Chị mời Tuấn Nghĩa lên sân khấu ha. Nghệ sĩ tiếp theo sẽ là Tuấn Nghĩa. Sẽ có 10 giây cho Tuấn Nghĩa lựa chọn. Thời gian bắt đầu. Bây giờ Nghĩa tin Yến không? Nghĩa tin không? Không. Số 3, số 5 hay là số 6? Thời gian vẫn còn. Số 6 đi. Xin mời Tuấn Nghĩa nhấn nút. 5, số 5, số 5. Số 3. Trời ơi, cái anh này nhoi nhất cái chương trình luôn đúng không? Có phải đó là lý do bạn chọn không? Đúng rồi. Và bây giờ là nếu điều đó xảy ra cùng với Tuấn Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 3. Tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời. Người trái tim cháy yêu thương. Ngày nào đó nếu anh dừng sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, với trái tim cháy yêu thương. Một ngày nào đó nếu anh dừng sẽ không còn chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh vẫn xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh xưa sẽ không còn
loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, còn tim ta như đã lành buồn ra. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin chào bạn. Chào Bạch Công Khanh. Chào Tuấn Nghĩa, Nguyễn Đình Vũ, anh Đại Nghĩa và chị Hải Yến. Vâng ạ, em tên là Lê Huy. Hiện tại công việc của em là ca sĩ cũng như là làm biên tập chương trình. Về cái nguồn năng lượng thì bỗng nhiên tôi gặp cái nguồn năng lượng của bạn, tự nhiên cái tôi bỗng nhiên trưởng thành hẳn. Dạ. Tôi không còn nhoi nữa. Cái nguồn năng lượng của bạn thì Hải Yến nghĩ rằng là bạn là một cái người mà cực kỳ nhiều năng lượng luôn. Và như người ta thì thường nó sẽ phân bổ, chia đều, nhưng bạn là từ đầu đến cuối cái nguồn năng lượng của nó vẫn giữ nguyên luôn. Thì nhiệm vụ của Tuấn Nghĩa, nhiệm vụ của các khách mời là hỗ trợ mà. Nhưng mà nên là bạn ấy yêu cầu như thế nào thì mình thế thôi. Đấy Nghĩa ơi, hát đi. Bạn ấy cứ việc phiêu bên trên cao. Không, nhưng mà phải công nhận là bạn ý, bạn nam của chúng ta sở hữu một cái giọng hát rất là cao, cái âm vực rất là rộng luôn. Bạn Tuấn Nghĩa đến đây đúng không? Để hỗ trợ cho bạn thì ngày hôm nay thực sự là bạn đã làm cháy, làm bùng nổ cái sân khấu này rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Tuấn Nghĩa. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Thế còn anh Đại Nghĩa ạ? Anh thấy giống như mình đang qua một câu chuyện cổ tích á. Chuyện cổ tích? Cổ tích nào mà bão to thế anh? Thì đó em như một con thỏ, xung quanh là một con sói đang rình mồi. Bởi vì cái bạn này nè, không có đứng yên một chỗ. Vờn, vờn mồi chạy vòng vòng vòng, sa răng anh em. Cảm giác muốn chụp mồi bất cứ lúc nào luôn vậy đó. Mà bạn thỏ kia thì vẫn cứ hồn như gió thổi tóc nhẹ nhẹ, bye bye đó. Cảm ơn Lê Huy rất nhiều và hy vọng rằng năng lượng này của anh sẽ giúp cho anh có một phần trăm bình chọn thật cao từ phía quý vị khán giả tại trường quay nhé. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình. Xin chào quý vị, hãy cùng Khanh tiếp tục với song ca giấu mặt đêm nay. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Tuấn Nghĩa. Mà sẽ chọn Đại Nghĩa hay là anh Nguyễn Đình Vũ ạ? Anh đi Nghĩa. Tôi đi thiệt. Tuấn Nghĩa là phải tới Đại Nghĩa thôi đúng không rồi. Em đã lỡ, em tước mất cái lần mà Vũ mở màn rồi, nên lần này em sẽ tước tiếp cái lần làm vơ đét của Vũ. Và sau đây em xin mời anh Nghĩa. Anh hả? Em xin mời anh Nghĩa. Ồ ok. Ủa sao kỳ vậy? Ơi hình như hai câu đó hơi sai nha Tuấn Nghĩa. Ờ không, thế nhưng mà họ thích làm một cú chơi như thế đấy. Nhưng và bây giờ là rước tình về với quê hương. Anh biết chắc rồi, lên nhà anh chọn liền nè. Ok, 10 giây. Kiểu em bắt đầu. Số 6 đi, anh lấy số 5 đi. Em nghĩ sao vậy, cái bài đó của anh làm hát chung với nữ chứ sao mà em được. Em cũng hát với nữ. Trời ơi, liền. 66 kìa, bấm liền. Hạ áo quê hương luôn đó. Bấm liền. Suy nghĩ thêm đi anh, suy nghĩ thêm đi. Suy nghĩ đi anh. Ba. Anh bấm luôn rồi, anh chọn số 6, bấm luôn rồi. Anh chọn số 6, anh đúng chưa, số 6 cho em. Sao anh sao? Em tả lại những cái nét dễ em đạch xanh không nhỏ không nhỏ em đâu có nét nhỏ vậy đâu chị du quang em dễ sợ. Em xin là anh ơi, anh cho em số 6 đi. Nhưng mà chân người ta vẫn sắp kìa, cái nó em khác, cái nó em đạch. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục của anh Đại Nghĩa.
gái chưa con ngứa non xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh sẽ về với em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Quan Thiên hay họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Ừ. Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Yeah. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà em cho em được lựa chọn á thì em
vẫn chọn chồng em đại diện. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Và bây cảm giờ chúng em. Ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với những tiết mục sau của chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì anh Đại Nghĩa sẽ không cần phải lựa chọn nghệ sĩ để biểu diễn tiếp theo nữa. Em anh sẽ có 10 giây đây. Thật nhiều căn phòng quá, không biết chọn căn phòng nào. Em cho bộ em rối não. Em rối não suy nghĩ nha, em để tay lên suy nghĩ nha. Thật ra nói giỡn vậy thôi chứ anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài căn phòng số 5 đúng không anh? Đúng vậy, không cho 10 giây chạy số đồ này nọ luôn. Bây giờ sẽ là phần biểu diễn của anh Nguyễn Đình Vũ cùng với người chơi trong căn phòng số 5 và ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim. Để bao
giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ. Và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao chị Yến? Cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập ở trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Và đây cũng là người chơi cuối cùng ngày hôm nay hoàn thành các tiết mục song ca với các nghệ sĩ khách mời. Ngay bây giờ, Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần công bố kết quả sau khi thưởng thức 8 tiết mục song ca. Thưa quý vị, như vậy là 8 người chơi đã lộ diện và đây là lúc Khanh công bố kết quả. Khanh mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Với căn phòng số 1, tiếng hát Nguyễn Văn Hoàng. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Nguyễn Văn Hoàng là 90%. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 2 với tiếng hát Lê Quốc Phú. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Lê Quốc Phú là 95%. Bây giờ sẽ là căn phòng số 3 với tiếng hát Lê Huy. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Lê Huy là 93%. Tiếp theo là căn phòng số 4 với tiếng hát Đức Phạm. Và phần trăm bình chọn Đức Phạm đã nhận được là 91%. Chúng ta cùng đến với căn phòng số 5. Tiếng hát Dương Minh. Phần trăm bình chọn của Dương Minh nhận được từ khán giả tại trường quay là 89%. Và bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Lê Ngọc Thúy. Lê Ngọc Thúy đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 92%. Và bây giờ chúng ta cùng đến với căn phòng số 7. Tiếng hát Như Mai. Như Mai đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 88%. Và bây giờ là căn phòng số 8 và tiếng hát Châu Ngọc Hiếu. Châu Ngọc Hiếu đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay
dành cho anh ấy là... Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng biết được hai người chơi có 100 bình chọn cao nhất nằm ở vị trí căn phòng số 2 và số 3, Lê Quốc Vũ và Lê Huy. Còn bây giờ thì hãy gửi lời chào tạm biệt đến 6 người chơi còn lại quý vị nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Chúng ta hãy gửi lời chào tạm biệt đến bạn Nguyễn Văn Hoàng, căn phòng số 1. Căn phòng số 4, xin chào tạm biệt Đức Phạm. Xin chào tạm biệt Dương Minh tại căn phòng số 5. Xin chào Lê Ngọc Thủy, căn phòng số 6. Xin chào Như Mai, căn phòng số 7. Và xin chào Châu Ngọc Hiếu, căn phòng số 8. Khách mời Lê Huy và Lê Quốc Vũ cùng tiến lên sân khấu. Chúng ta bắt đầu với màn song đấu. Cặp này là không biết là song ca kiểu gì ta. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là Lê Quốc Phú và Lê Huy, hai người chơi nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay. Và theo luật của chương trình, chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc của người có phần trăm bình chọn cao hơn. Nhưng mà Khanh rất muốn biết Lê Huy, anh đã mang đến chương trình ca khúc gì ạ? Thưa quý vị, Lê Huy đến với chương trình trong buổi tối đêm nay, nếu mà may mắn đến với vòng cuối cùng thì Lê Huy chọn ca khúc Giọt Sương Trên Mí Mắt. Giọt Sương Trên Mí Mắt. Thế Lê Quốc Phú, em chọn bài hát gì? Dạ, em chọn ca khúc Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối. Và như vậy thì chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối trong màn song đấu này. Bây giờ thì hãy dành cho hai chàng trai của chúng tôi thời gian lui vào bên trong chuẩn bị cho tiết mục này. Thưa quý vị, bây giờ là màn song đấu của Lê Quốc Phú và Lê Huy.
Vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng. Một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó. Trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân. Bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha. Cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau. Với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút. Cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ. Sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu, hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi ok. Ủa, hai người cả hai người đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%.
và số tiền mang về lên cũng có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì song ca giấu mặt xin phép được khép lại và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau cùng với khung giờ này, 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình song ca giấu mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Và khúc khách xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại. Hãy đón xem tập 5 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 3 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.